Em tiếp tục thanh lý cho khách hàng với những mẫu côn 100. Thì các bác nào mà muốn làm để súp hơi thì các bác lấy cái loại 3 gân như con 1530 kìa. Cam kết cho anh em là giá nó rất là rẻ. Nếu nói đến hàng hãng mà chất lượng âm thanh hay với cái giá thành như thế thì các bác mua một cặp bát kiểu gì cũng rẻ được 500-600 nghìn một cặp. Hàng Dewell này thì em đang nhập về thanh lý rất là nhiều và em cùng giới thiệu với tất cả các bác đây là những dòng check kèn và phân tần. Đợt Tết đây thì em ôm một lô của Dewell đây thì để xả hàng cho anh em chơi. Đấy, có cái trò hay thì lại phải nhập về ôm về để phục vụ cho tất cả các bác. Em Tùng Nguyễn giới thiệu cho anh em này. Cái dòng này đánh súp tuyệt vời luôn. Các bác có thể nằm loa full hoặc đánh súp nhá. Từ 220 con 100 đít bác có đôi 46 cái lốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này hàng chính hãng của công ty, 800W trên trở kháng 8 ohm Dewell này. Con này có mã là 15AH1530. Từ 220 con 100 màng xếp ly lượng 6 gân 3 gân. Gân 3 gân và màng xếp ly là đánh súp rất là hay. Các bác chốt mã cho em con này nên là 1530. Bát 40 con 100, 2.4 triệu một đôi này. Đấy, nếu nói đến các dòng ZCF hay là JBL với cái giá thành như này ấy, thì em cam kết cho anh em sẽ hay hơn các dòng nó rất nhiều. Và chỉ có hiện tại bây giờ có hàng thôi, còn đâu sang năm thì em cũng không hứa trước được. Vì em cũng nhập về thì là đợt cuối năm này em nhập về mấy trăm đôi bát cơ, mà em thanh lý xả kho hết cho nhà máy. Nên các bác nào mà chơi hàng chính hãng của công ty đấy thì anh liên hệ trực tiếp em để đặt mua một đôi bát 40 có mã 1530 AH thì là 2.4 triệu một cặp bát này, bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán, hàng chính hãng của công ty. Tiếp đến đây là một cặp bát của con Dewell, con này là đít có 6 lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, con này có mã là 225DL, 2.6 triệu một cặp này, màng xếp ly gân 2 gân. Từ 220 cô 100 nhìn nó rất là gấu luôn. Model 15AH2262. Từ 220 100 2.6 triệu một đôi bát này. Nào, các bác không đi mua hàng hãng mà chơi một đôi bát như thế này mà với cái tầm giá như này thì quá là đẳng cấp luôn. Em cam kết cho anh em với cái giá 2.6 triệu là cái đợt trước em đã nhập vào với cái giá thành này rồi. Và cái bây giờ em bán lẻ ra cho anh em mà mới cái giá này thì em chỉ có cộng thêm một tí công và đóng gói và vận chuyển thôi. Thì đang xả kho để thanh lý hộ nhà máy mà, thế nên là đẩy giá siêu rẻ cho anh em chơi. Các bác làm sự kiện muốn tiếng bát khỏe, oánh 725, oánh 715 thì chơi cái dòng bát này. Các bác phải nhanh tay vào không thì Tết rồi có rất nhiều anh em đang nhu cầu sắm loa, thế nên là rất hay ôm loa. Thế nên các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Còn ngoài ra thì em có một số mẫu sản phẩm tép kèn với phân tần bát rời giá rẻ để cho anh em cùng tham khảo này. Thì ở đây thì các bác cùng tham khảo về đôi tép neo này. Đây là đôi tép neo 450 Cini bi được mạ chrome này. Ánh 7 màu này, 1.2 triệu một đôi tép này. Đây là đôi tép neo Cili. Đấy. Rất là đẹp luôn, bi mạ chrome. Còn đôi tép này là BNC. Ánh 7 màu BNC. Cũng 450, con này 1.250 triệu. Các bác thích lấy con nào cũng được. Em đều cung cấp hết cho tất cả các bác khách hàng. Còn tiếp đến đây là một đôi tép neo ZCF 850. Từ neo khối và côn 75 dây dẹt. Neo khối 1, 2, 3 này. Cái cốc của nó cốc nhôm mà cái lõi của nó là lón bằng kim loại đấy. Nó là hàng xịn được. Làm châm neo nó rất là dính. Con này kết hợp với phân tần 005 thì quá là tuyệt vời luôn. 005 chạy 3 chở bằng nhôm. Đấy. Một bát là một chiếc. Con tép neo này có giá 2.250 triệu một cặp này. Quá rẻ luôn anh em ạ. Anh em kết hợp với cả phân tần 005 để đánh sự kiện nhé. Và tiếp đến đây thì là đôi tép của LZ, hàng chính hãng của công ty LZ. Hàng chính hãng của công ty LZ. Model 120-5. Con tép này tiếng rất là bén và hay. Nắp với các cái dòng loa này này, Nexo này, dựng với tép LZ này. JBL dựng với tép LZ này, rất là tuyệt vời. Cặp tép này có giá 750 nghìn một cặp, bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Anh em chơi con khác có thể chơi con ZCF này. Con ZCF này bích từ rất là dày. Hàng cố định giá và con này hàng cao cấp này. Nhìn rất là gấu luôn. Con này có giá là 850 nghìn. Tép này ZCF có mã LD253. Từ dày với bích dày. Và chơi với phân tần thì các bác chơi với phân tần này. 004. Một bát một chiếc. Chạy 3 chở nhôm phân tần model 004 này. Đấy. Các bác chơi với cả bát 30 thì các bác gom bộ phân tần này mới test với cả bát 30 như này. Đấy, đây là bát 30 Nexo này, từ 19,76 này. Tết đến em báo giá cho tất cả các bác. Các bác nào đặt hàng thì nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Về nâng cấp sửa chữa thùng loa, gân 3 gân màu xanh rêu, từ 19 bát 30 của Nexo, chuẩn mẫu Nexo nha, xương của nó lục lăng này. Đấy, 1.6 triệu đôi bát này. Có anh em chơi đôi JBL này, màng sân dầu bóng gân 2 gân này, đít nồi này, có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt này, từ 109,76. Bát 30 với giá 1.450 triệu một cặp bát này, từ 19 nhá, giá quá tốt luôn các bác. Còn đây là đôi toàn giải tăng nời trợ nời, em giới thiệu rất là nhanh gọn. Đôi toàn giải tăng nời trợ nời thì anh em có nhu cầu đến đôi này thì của nó có giá 1.050 triệu. Tăng nời trợ nời đánh trực tiếp từ âm ly vào đây, không cần phân tần, không cần loa chung, không cần loa chép. Đây là cặp bát 30 toàn giải tăng nời và trợ nời. Ngày hôm nay em có làm video và để giao hàng cho khách với những cái đôi bát thanh lý, và những đôi bát em đang bán là tại cửa hàng đây thì số lượng rất là sẵn. Anh em thợ nhập số lượng liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio nhá.